Hello, kính thưa quý vị và các bạn, trong cái phiên tòa xét xử ngày hôm qua của Thiện Am bên bờ vũ trụ với gia đình anh Thắng á, thì cái kết quả cuối cùng là bên nào đã giành chiến thắng thì đó là một cái câu hỏi mà được rất là nhiều người đặt ra. Bởi vì theo như bên phía fan cuồng của Thiện Am bên bờ vũ trụ á, thì hầu hết họ đều rất là vui mừng bởi vì cái kết quả đó họ cho rằng là nó là một kết quả đáng như mong đợi của họ. Ha. Tuy nhiên nếu mà chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn á, thì cái phiên tòa ngày hôm qua nó không đơn thuần chỉ là cái chuyện giải quyết khiếu nại tố cáo của Thiện Am bên bờ vũ trụ, đúng không? Mà đây chính là một cái liều thuốc thử rất là mạnh của cơ quan chức năng. Qua đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đã lột tả hầu như toàn bộ cái bản chất của những cái người mà đang theo dõi cái vụ việc Thiện Am bên bờ vũ trụ này, đúng không? Bởi vì đầu tiên á, cơ quan chức năng người ta sẽ thấy được rằng á, Thiện Am bên bờ vũ trụ ngày xưa tới giờ cái bản chất thật sự của họ là vẫn thích dựa vào sức mạnh cộng đồng mạng. Bởi vậy cho nên trước cái hôm mà trước khi diễn ra phiên tòa đó, trước đó một ngày á, là họ đã làm một cái video clip, họ kêu gọi fan cuồng á, là hãy đến Tòa án Nhân dân Nguyễn Đức Hòa vào lúc 8 giờ sáng, kiểu như là để đi theo yểm trợ cho họ đó. Và kết quả là từ 8 giờ sáng cho đến khoảng hơn 1 giờ chiều, hơn 13 giờ đó, là toàn bộ cái khu vực trước cổng tòa án nó có một cái cảnh tượng kêu bằng nhốn nháo rồi mất an ninh trật tự rồi chửi bới la ó sùm luôn. Không tin quý vị có thể đến đó đó, hỏi những người xung quanh xem họ có đồng tình với những cái fan cuồng đó không ha. Những cái cô mà bán quán nước, quán cà phê xung quanh đó, hỏi hỏi người dân xung quanh người ta biết hết. Cái nhóm người nào mà làm gì mà chửi bới công an, chửi bới tùm lum la, đòi kiện thưa rồi không tin tưởng cơ quan chức năng, công an, tòa án Đức Hòa gì quá trời luôn. Và cái điều thứ hai nữa, cơ quan chức năng thấy được qua cái phiên tòa đó là cách hành xử ở bên phía fan cuồng và bên phía ngược lại. Bên phía anh em mà đi tìm hiểu sự thật á thì đến tòa sớm rồi ngồi theo dõi trong ôn hòa, di chuyển từ tốn thôi. Đến khi mà fan cuồng xuất hiện á là làm rần rần lên, thì những anh em bên phía chính nghĩa cũng bình tĩnh ngồi từ xa quan sát và chờ đợi kết quả cuối cùng thôi. Còn fan cuồng á thì nhốn nháo chửi bới lăng mạ rồi livestream, lâu lâu thì chạy qua bên phía chỗ anh em chính nghĩa đang ngồi đó rồi chĩa camera ra vô mặt người ta, quay vòng 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 vậy đó. Cái hành động đó được coi là rất là mất lịch sự. Chứ chưa đến nói là cái chuyện họ làm như vậy là đã vi phạm cái luật an ninh mạng rồi. Bởi vì họ đã đăng tải hình ảnh của người ta trong khi chưa có được sự cho phép, chưa được sự đồng ý, đúng không? Cái này nếu mà làm đơn một cái là mỗi em 7 triệu rưỡi điều á, đúng không? Rồi khoảng từ 8 giờ đến 10 giờ á, họ rất là ồn ào, mất an ninh trật tự á, cho nên bảo vệ tòa án người ta liên tục yêu cầu là cái nhóm fan cuồng nó không được làm mất trật tự đó. Cho nên nó tạm tạm thời nhẹ nhẹ hơn so với ban đầu thôi, nhưng mà vẫn rùm beng vậy. Và những cái hành động đó đó cho thấy toàn bộ những cái người đó rất là thiếu hiểu biết. Bởi vì đơn giản cái chuyện câu like câu view trên mạng xã hội thôi mà họ đăng tải những cái hình ảnh nhốn nháo mất an ninh trật tự trước một cái cơ quan công quyền vậy á, thì thật sự những cái nước trên thế giới mà ta xem những cái hình ảnh đó, người ta sẽ nghĩ gì về Việt Nam, đúng không? Thiết nghĩ á, qua cái sự việc này thì cơ quan chức năng hãy nói chung là người ta sẽ biết cách để người ta làm những cái gì để cho những cái lần sau nó không xảy ra như vậy nữa ha. Và cũng vì cái sự nhốn nháo ầm ĩ đó đó mà có một số người lạ mặt, thấy cái vẻ bề ngoài cũng bặm trợn đó ha. Ban đầu thì họ đứng trước cổng tòa án cũng hòa chung với cái nhóm fan của Thiền Am luôn, cũng một lúc đó. Sau đó cái họ di chuyển qua bên cái quán cà phê chỗ anh em chính nghĩa đang ngồi đó, họ mới ngồi uống nước cái bàn đối diện, mà họ chỉ quan sát thôi chứ không có làm gì, không có nói gì hết á. Được một lúc sau á thì họ lại đi vào trong cổng tòa án rồi hơi lâu lâu chút xíu đó là xảy ra xô xát. Mà nghe cái bà chủ quán ở ngay chỗ cổng tòa án nói lại á, là do những cái người bên fan cuồng á cứ cứ chĩa camera vô mặt người ta, cho nên người ta bực mình, người ta bụp luôn chứ không gì chứ. Nhưng mà buồn cười nhất là cái nhóm fan cuồng lại quy kết cho cái hành động đó là do những anh em chính nghĩa gây ra. Nhưng thật sự cái nhóm anh em chính nghĩa vẫn ngồi ở đó, họ lâu lâu họ còn chạy qua quay phim mà, đúng không? Coi như là họ lâu lâu chạy qua họ bảo vệ kiểm tra cái anh em còn ngồi đó không. Sướng ngang hôm qua đi về mà có người bảo vệ, có người ngưỡng mộ cứ qua quay phim chụp hình hoài luôn,
không biết nhiều khi á, chắc qua tính định qua tính tiền giùm luôn á quý vị. Và một cái điều thứ ba nữa chúng ta sẽ thấy được qua cái phiên tòa vừa rồi, đó là cái cách hành xử ở bên trong tòa án, tức là của luật sư ở bên phía Thiện Am Vũ Trụ á. Các bạn còn nhớ trong cái video clip chiều hôm qua mà mình có livestream á, mình nói rằng á, công nhận luật sư của Thiện Am bên bờ vũ trụ giỏi thật. Mà không thấy ai thắc mắc là luật sư nó giỏi về cái gì hết. Cho nên hôm nay mình sẽ giải thích thêm, đó là luật sư này giỏi về cái sự lươn lẹo, giống như chính cái thân chủ của ông ấy làm trong phiên tòa ngày hôm qua luôn. Bởi vì thật sự á, khi mà bắt đầu phiên tòa, chủ tọa và thư ký đã yêu cầu là không được quay phim cái buổi xét xử. Và nhiều người người ta cũng ý thức cái vấn đề đó, cho nên người ta đâu có quay phim đâu. Tuy nhiên cái bản thân cái ông luật sư đó là một người thực thi pháp luật, nhưng lại không biết cái chuyện đó, không tuân thủ. Anh ta cố tình quay phim và anh đã đăng lên mạng xã hội để xem như là một cái chiến công vậy đó. Và trong phiên tòa, vị thẩm phán đã thấy được cái hành vi lén lút ghi hình của anh luật sư này nè, cho nên chất vấn anh ta thì anh ta khẳng định là không có ghi hình, nói là không tin lại để chỗ tôi coi đi. Nhưng mà thật sự cuối cùng cái đoạn quay phim đó có, cho nên ngày hôm sau anh ta đăng lên fanpage của anh ta đó, nhưng mà cuối cùng vẫn đăng lên. Rõ ràng chúng ta thấy là anh ta là con người không thành thật, đúng không cả nhà? Chỉ đơn giản vậy thôi, chúng ta có thể thấy đánh giá được sơ bộ cái con người của anh chàng luật sư này như thế nào rồi. Chúng ta không có bàn tới cái chuyện anh ta vì tiền làm cái chuyện gì hết, chỉ đơn giản là tuân thủ luật lệ trong tòa án anh ta còn không chấp nhận, không làm được, thì rõ ràng một con người không có tôn trọng sự thật, đúng không? Còn cái chuyện mà anh chàng Nhị Nguyên á, cứ đòi tiền tỷ từ cái vết thương trên mặt á, mà Phan Cuồng cứ bay vào nói mình là bịa đặt, là vu khống á, vậy tại sao các bạn không hỏi luật sư của bạn đi, hỏi luật sư của Thiền Am đi, coi coi anh ta có đầu như vậy không, mà ngồi nhà cào bàn phím, thấy không? Cho nên bức xúc quá mình mới đăng luôn cái đoạn ghi âm mà anh chàng Nhị Nguyên đòi tiền tỷ ngày hôm qua nè. Tổng cộng anh ta đòi có 4-5 vấn đề gì đó, nhưng mà nghe nó không có rõ, tại em âm thanh trong phòng nó bị vọng nhiều lắm cả nhà, cho nên rất là khó nghe. Thì mình cũng có phụ đề ở dưới ít, cái chỗ nào mình nghe được thì mình phụ đề. Rồi cả nhà bắt cái loa lớn lên ha, gắn tai nghe vô nghe lại thử coi sao ha. Thank you.
Cho dù kết quả có thế nào đi nữa, thì cái cách hành xử của anh em chính nghĩa thì nó đã thắng được ở trong lòng dân. Đó là một cái điều mà chúng ta rút ra được trong cái phiên tòa ngày hôm qua ha. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại.